3. Vào môn hạnh trì, vào được tu hành lực trì nên sinh ra tất cả các nguyện viên mãn thủ thắng. 4. Vào môn lực trì, vào được lực lượng lực trì nên không ai che lấp được, thôi phục được. 5. Vào môn trí trì, vào được trí huệ lực trì nên tu hành Phật pháp không có sự chướng ngại. 6. Vào môn đại bi trì, vào được đại bi tâm để chỉ Phật pháp nên thường chuyển bánh xe pháp thanh tịnh bất thối. 7. Vào môn thiện xảo sai biệt câu trì, vào được kinh văn khéo léo phân biệt câu kinh trì nên chuyển được bánh xe tất cả văn tự bát nhã, thanh tịnh tất cả pháp môn địa. 8. Vào môn sư tử thọ sinh pháp trì, vào được sư tử thọ sinh pháp trì nên mở khóa cửa pháp thoát khỏi hố buồn lầy nhiễm ô. 9. Vào môn trí lực trì, vào được trí huệ lực trì nên tu Bồ Tát hạnh thường không nghỉ ngơi. 10. Vào môn thiện hữu lực trì, vào được thiện tri thức lực trì nên khiến cho vô biên chúng sinh khắp được thanh tịnh. 11. Vào môn vô trụ lực trì, vào được vô trụ lực trì nên vào được bất khả thuyết đại kiếp rộng lớn. 12. Vào môn pháp lực trì, vào được pháp lực trì nên dùng trí huệ vô ngại phương tiện biết tất cả pháp tự tánh là thanh tịnh. Tuy nhiên có 12 thứ môn trì, song vì 10 thứ môn trì bất quá tăng thêm số mà thôi. Phật tử đại Bồ Tát trụ tam muội này rồi, khéo léo trụ bất khả thuyết kiếp, khéo léo trụ bất khả thuyết cõi, khéo léo biết bất khả thuyết đủ thứ chúng sinh, khéo léo biết bất khả thuyết chúng sinh dị tướng, khéo léo biết bất khả thuyết nghiệp báo giống nhau khác nhau, khéo léo biết bất khả thuyết các căn tinh tấn, tập khí các hạnh liên tục khác biệt, khéo léo biết bất khả thuyết vô lượng nhiễm tịnh đủ thứ tư duy, khéo léo biết bất khả thuyết pháp đủ thứ nghĩa vô lượng văn tự dễ nói lời lẽ, khéo léo biết bất khả thuyết đủ thứ Phật xuất hiện ra đời, chủng tộc thời tiết hiện tướng thuyết pháp bố thí làm Phật sự vào bát niết bàn, khéo léo biết bất khả thuyết vô biên môn trí huệ, khéo léo biết bất khả thuyết tất cả thần thông vô lượng biến hiện. Các vị đệ tử của Phật đại Bồ Tát trụ tam muội này rồi, khéo léo trụ trong bất khả thuyết kiếp, khéo léo trụ trong bất khả thuyết cõi, khéo léo biết bất khả thuyết chúng sinh, khéo léo biết bất khả thuyết nghiệp báo khác nhau giống nhau, khéo léo biết bất khả thuyết chúng sinh dị tướng, khéo léo biết bất khả thuyết nghiệp báo giống nhau khác nhau, khéo léo biết bất khả thuyết tinh tấn và các căn tập khí liên tục không dứt các hạnh khác biệt, khéo léo biết bất khả thuyết vô lượng nhiễm và tịnh đủ thứ tư duy, khéo léo biết bất khả thuyết pháp đủ thứ nghĩa lý vô lượng văn tự dễ nói lời lẽ, khéo léo biết bất khả thuyết đủ thứ Phật xuất hiện ra đời, chủng tộc gì, thời tiết gì, hiện tướng gì, thuyết pháp gì, tí làm Phật sự vào bát niết bàn, khéo léo biết bất khả thuyết vô biên môn trí huệ, khéo léo biết bất khả thuyết tất cả thần thông có vô lượng sự biến hiện. Phật tử ví như mặt trời mọc lên hết thảy làng xóm thành ấp, cung điện nhà cửa, núi sông chim thú, cây rừng hoa quả, tất cả đủ thứ các vật như vậy trong thế gian, người có mắt đều thấy rõ ràng. Phật tử ánh sáng mặt trời bình đẳng không có sự phân biệt mà hay khiến cho con mắt thấy đủ thứ tướng. Đại tam muội này cũng lại như thế, thể tánh bình đẳng chẳng có phân biệt, hay khiến cho Bồ Tát biết bất khả thuyết trong ngàn ước na do tha tướng khác biệt. Các vị đệ tử của Phật, ví như khi mặt trời mọc lên chiếu khắp thế gian, hết thảy làng xóm, thành ấp cung điện, nhà cửa, núi sông chim thú, cây rừng hoa quả, vân vân, tất cả đủ thứ các vật như vậy trong thế gian, người có con mắt đều thấy rõ ràng. Các vị đệ tử của Phật, ánh sáng mặt trời rất bình đẳng không có sự phân biệt nên chiếu khắp vạn vật, chẳng màng là chỗ thanh tịnh hoặc chỗ dơ bẩn, đều chiếu khắp. Phàm là người có con mắt đều nhìn thấy đủ thứ tướng. Đại tam muội trí quang minh tạng cũng giống như ánh sáng mặt trời, thể tánh là bình đẳng chẳng có phân biệt, hay khiến cho Bồ Tát biết bất khả thuyết trong ngàn ước na do tha tướng khác biệt. Phật tử khi đại Bồ Tát này biết rõ như vậy thì khiến cho các chúng sinh đắc được 10 thứ chẳng luống qua. Những gì là 10? Một là thấy chẳng luống qua vì khiến cho các chúng sinh sinh căn lành. Hai là nghe chẳng luống qua vì khiến cho các chúng sinh được thành thục. Ba là cùng ở chẳng luống qua vì khiến cho các chúng sinh tâm điều phục. Bốn là phát khởi chẳng luống qua vì khiến cho các chúng sinh làm theo lời nói, thông đạt tất cả nghĩa của các pháp. Năm là tu hành chẳng luống qua vì khiến cho vô biên thế giới đều thanh tịnh. Sáu là gần gũi chẳng luống qua vì ở chỗ các Như Lai nhiều bất khả thuyết cõi Phật, dứt bất khả thuyết chúng sinh nghi. Bảy là nguyện chẳng luống qua
vì tùy theo niệm của chúng sinh khiến làm cúng dường thủ thắng thành tựu các nguyện. Tám là pháp khéo léo chẳng luống qua, vì đều khiến cho được trụ nơi trí vô ngại giải thoát thanh tịnh. Chín là mười pháp vũ chẳng luống qua, vì trong bất khả thuyết các căn chúng sinh, phương tiện khai thị nhất thiết trí hạnh, khiến trụ vào Phật đạo. Mười là xuất hiện chẳng luống qua, vì hiện vô biên tướng, khiến cho tất cả chúng sinh đều được chiếu đến. Các vị đệ tử của Phật, vì vị Đại Bồ Tát này lúc nào cũng tu hành đủ thứ tam muội, cho nên khi Ngài biết rõ thì cũng khiến cho tất cả chúng sinh đắc được mười lợi ích chẳng luống qua. Những gì là mười? Một, thấy chẳng luống qua, thấy được pháp thân của Bồ Tát không luống qua, vì khiến cho các chúng sinh đều sinh căn lành. Hai, nghe chẳng luống qua, nghe được danh hiệu của Bồ Tát cũng chẳng luống qua, vì khiến cho các chúng sinh được thành thục. Do đó, người chưa trồng căn lành khiến cho trồng, đã trồng căn lành khiến tăng trưởng, căn lành đã tăng trưởng khiến thành thục. Ba, cùng ở chẳng luống qua, nếu tất cả chúng sinh và Bồ Tát cùng ở chung với nhau cũng chẳng luống qua, vì khiến cho tâm của tất cả chúng sinh đều được điều phục, chẳng còn tất cả vọng tưởng phiền não căng cường. Bốn, phát khởi chẳng luống qua, phát khởi Bồ Đề tâm cũng chẳng luống qua. Bồ Tát giáo hóa tất cả chúng sinh y giáo tu hành, làm theo lời nói thì sẽ thông đạt tất cả nghĩa lý thời tướng của các pháp. Năm, hành chẳng luống qua, công phu tu hành cũng chẳng luống qua. Bồ Tát hay khiến cho vô biên thế giới đều được thanh tịnh. Sáu, gần gũi chẳng luống qua, phàm là gần gũi công đức của Bồ Tát cũng chẳng luống qua. Ở chỗ các Như Lai, nhiều bất khả thuyết cõi Phật, chất chứa nghi hoặc của bất khả thuyết chúng sinh. Bảy, nguyện chẳng luống qua, Bồ Tát phát nguyện chẳng luống qua, chúng sinh phát nguyện cũng chẳng luống qua, tùy theo niệm của chúng sinh, khiến làm cúng dường thủ thắng, thành tựu các nguyện lực rộng lớn. Tám, pháp khéo léo chẳng luống qua, pháp môn phương tiện khéo léo cũng chẳng luống qua, khiến cho đắc được trí huệ vô ngại giải thoát thanh tịnh. Chín, mười pháp vũ chẳng luống qua, thường nổi mười pháp lớn, thường mười pháp lớn cũng chẳng luống qua. Trong bất khả thuyết các loại chúng sinh phương tiện khéo léo khai thị hạnh môn nhất thiết trí, khiến cho tất cả chúng sinh trụ ở trong Phật đạo. Mười, xuất hiện chẳng luống qua, thì hiện vô biên tướng cũng chẳng luống qua, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được trí huệ quang minh chiếu sáng mà phát tâm Bồ Đề. Phật tử khi Đại Bồ Tát trụ tam muội này được mười thứ chẳng luống qua, thì các chúng thiên vương đều đến đảnh lễ, các chúng long vương nổi mây hương lớn, các dạ xoa vương đảnh lễ sát đất, à tu la vương cung kính cúng dường, cả lưu la vương vây quanh trước sau, các phạm thiên vương đều đến khuyến thỉnh, khẩn na la vương, mà hầu la già vương đều cùng khen ngợi, càn thát bà vương thường đến gần gũi, các ông vua nhân gian thừa sự cúng dường. Các vị đệ tử của Phật khi Đại Bồ Tát trụ tam muội này đắc được mười thứ chẳng luống qua, thì hết thảy các thiên vương và thiên chúng chư thiên ba cõi đều đến đảnh lễ vị Đại Bồ Tát này. Bốn biển các long vương xuất lãnh quyến thuộc của họ nổi mây hương lớn ở trong hư không. Hết thảy tất cả dạ xoa vương đều đến đảnh lễ dưới chân vị Đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả Atula vương cung kính cúng dường vị Đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả Kalula vương vây quanh trước sau vị Đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả các phạm thiên vương đều đến khuyến thỉnh vị Đại Bồ Tát này thuyết pháp cho tất cả chúng sinh. Hết thảy tất cả khẩn na la vương mà hầu la già vương đều đến khen ngợi tán thán vị Đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả càn thát bà vương thường đến gần gũi vị Đại Bồ Tát này. Hết thảy tất cả các ông vua và thần dân trong thế gian cũng đến thừa sự cúng dường vị Đại Bồ Tát này. Phật tử đó là đại tam muội trí thiện xảo, trí quang minh tạng thứ sáu của Đại Bồ Tát. Các vị đệ tử của Phật đó là đại tam muội trí huệ thiện xảo, trí quang minh tạng thứ sáu của Đại Bồ Tát tu.